bao nhiêu lấy hết.
Phật cũng uống bớt rồi. Dạ vâng, tao nhớ ra 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 hỏi con. Dạ vâng, dạ vâng đóng cái này thôi. Có dạ vâng đóng thế. Dạ vâng đóng thế thôi, vẫn nhìn ngon lắm nhỉ. Bà già rồi, bà già. Đóng thế là cái ấy được. Sao mà? Em đang đi mua ớt của cái thằng này nó đi ăn cắp của dân về các bạn. Này 2 cân đủ chưa? Để nó lấy dân ăn làm dần đấy. Cái này là cái giống như thế thôi bà Mai ạ, không phải là xanh đâu, cái giống như thế. Ồ nó có chín không thằng kia? Chín. À là đưa tiền cho mày. Cô chủ đội nón trắng. Bao nhiêu? Bác ra mua đậu cho em đi. Ôi chị ta bán hàng.
chọn quả đỏ chín đỏ à? Vì sao? Cái tí nữa. Cái quả này là ớt xào mà. Ớt xào à? Hai tân cua. Ừ. Về làm nước chấm có được không? Không. Ăn được ạ. Nhưng mà ớt chấm. Ngon lắm. Cái này xào ăn thôi. Xào. Mấy quả. Sao? Mình làm nước chấm thôi. Được mà. Em hay mua ớt to đùng kia. Xào nóng cá. Xào to. Xào ớt xào người ta mua ớt to đùng kia kìa. Xào lấy thế. Kệ cho xào gì xào. Bao tiền đấy chị? 2 nghìn. Cái này cái xào. Quả ớt đều xào cay không nhỉ? Thank you.
Ừ. Thế đây toàn quả chín là thứ quả xanh. Có. Ông cứ hỏi trời nhau. Quả là mõm là quả chín. Đó. Yeah.